Chúng ta bắt đầu với chương trình hôm nay đó là điêu khắc thân hình người mẫu cùng với chuyên gia của chúng ta thì Hưng lưu ý là một số cái dặn dò nhà mình sẽ nốt lại ha, đó là offline chạy bộ cuối tuần thì anh chị nào ở Sài Gòn á, một số anh chị mà ở Sài Gòn anh chị có thể đăng ký chạy bộ cuối tuần vào thứ bảy hoặc chủ nhật thì các coach của chúng ta cũng có hỗ trợ đó, thứ bảy thì có anh Phi Long, chủ nhật thì có coach Doãn hỗ trợ cho nhà mình chạy ở công viên Sa La vào lúc tập trung khoảng từ 4 giờ tới 4 giờ rưỡi sáng là để tập trung và khởi động thôi cả nhà. Chạy sớm cho mát trời, bởi vì chúng ta dự kiến là chúng ta chạy khoảng 3 tiếng thì 4 rưỡi mà xuất phát thì đâu đó cũng khoảng tầm 7 giờ tới 7 rưỡi là chạy xong, nên nhà mình sắp xếp sớm và cứ thử đi cuối tuần đổi gió cũng khác biệt lắm anh chị. Thì anh chị đăng ký trên nhóm phút chạy bộ 21 km hả cả nhà. Anh chị tham gia thuận lợi buổi nào thì mình đăng ký buổi đó để các phút chúng ta biết để hỗ trợ. Còn nếu mà ít quá thì chúng ta chỉ tập trung một buổi thôi anh chị ha. Và nếu có bạn quan tâm thì mình có thể là rủ người bạn, những người bạn của mình á cùng nhau đồng hành cùng chạy luôn, và anh chị nào ở Sài Gòn á đặc biệt chắc nhờ các chị tí xíu thì đó là có thể chuẩn bị những trái cây á, chuối này, dưa hấu này, và chắc là nước nữa, có thể hỗ trợ cho các anh chị chạy bộ á. Hôm trước mình mua trái cây nữa, điện giải thì mình mua, có thể mua các loại nước điện giải như là Aqua, giống như là Revive Aqua này, Bulgari này, hoặc là mình mua các gói Orizon á, và có nước uống nữa để hỗ trợ nhà mình lúc mà mình chạy, trong quá trình mình chạy và sau khi mình chạy xong á, thì mình có để mình dùng anh chị. Rồi chương trình offline cả nhà, thì cũng dự kiến thì có thể là mỗi khóa thì chúng ta sẽ tổ chức offline cuối tuần vậy đó, thì có các coach, bây giờ có các coach chạy bộ rồi, hỗ trợ cho chúng ta chạy rồi, có người dẫn đường, anh chị chạy tốt lắm, anh chị chỉ cần chạy theo người dẫn đường thôi thì anh chị sẽ chinh phục được mục tiêu, nên là tranh thủ cơ hội này anh chị đăng ký ha, anh chị nào ở Sài Gòn thì đăng ký ha cả nhà. Rồi lưu ý đó là nhà mình nên xem video chuẩn bị trước, trong và sau khi chạy. Tân cũng có gửi lên nhóm đó, hình như cũng có gửi một số, gửi riêng số anh chị, thì nếu mà anh chị chưa có thì có thể là họ nhắn cho Tân để Tân gửi lại anh chị ha. Đó là chuẩn bị trước, trong và sau khi chạy là những cái bước nào cần phải chuẩn bị anh chị, rất là quan trọng anh chị, bởi vì chúng ta chuẩn bị tốt ra thì lúc chúng ta bước vào cái cuộc thi chúng ta làm việc đó nó sẽ hanh thông thuận lợi đúng không cả nhà. Nên chuẩn bị trước này, trước khi chạy này, chuẩn bị trong khi chạy như thế nào và sau khi chạy về nó cần làm gì để giúp cơ thể nhanh hồi phục á, là các bước rất quan trọng, thì nhà mình có thể xem lại video đó ha cả nhà, trước trong và sau khi chạy ha. Và hôm qua thì có nói chuyện với chị Lệ thì mới nhớ đến gì ạ, có dặn mua giày rồi anh chị, chuẩn bị đó là một đôi giày chạy bộ ở trên chị. Nếu như mình đang giày mua giày, mình đang dùng giày bata hay này kia mà trước giờ mình mang giày mình hay đi chơi á anh chị, thì đôi khi nó không hợp, giày chạy bộ phải đúng chạy bộ, để vì cái đế anh chị, cái công nghệ đế của chạy bộ nó hỗ trợ cho đôi chân của mình đó anh chị, nên là giày chạy bộ ha, và nên mua rộng hơn chân từ 1 tới 2 size, ví dụ như là size chân mà 38 thì chúng ta nên mua giày 39 hoặc là 40, nó dư ở cái đầu mũi chân tí xíu để lúc mà chạy á, bởi vì chúng ta chạy đường dài mà, thì cái chân nó cọ xát rất nhiều, nó tới lui á. Thì chúng ta có một cái khoảng vậy đó anh chị, để gì để cho chân nó có không gian để di chuyển. Còn nếu chúng ta đôi giày mà vừa á, thì lúc mà cái chân nó cọ sát vậy đó thì nó sẽ gây ra tình trạng là dễ bị hư móng anh chị, nên để an toàn đôi chân thì chúng ta cũng bị giày chạy bộ và nó rộng hơn size chân tí xíu ha, 1 đến 2 size. Và vớ nữa, dặn anh chị nữa là chuẩn bị vớ. Là vớ thì bình thường là chúng ta sẽ hay mang vớ liền, là một ống anh chị, nhưng mà nếu mà được anh chị nha, được thì anh chị có thể chuẩn bị đó là gì ạ, đó là vớ gọi là vớ xoa ngón, có loại vớ xoa ngón anh chị, nó khoảng mấy chục nghìn nè, 50-60 nghìn cũng có nữa, nó xỏ vô các đầu ngón á, vớ xoa ngón nó sẽ giúp cho mình tách được các cái đầu ngón chân ra anh chị, bởi vì lúc mình chạy dài á thì các cái ngón chân chúng ta lúc này nó mang với một ống thì nó bó lại như vậy, nó dễ gây ra tình trạng cọ sát á, và lúc này da nó dễ bị rộp. Nếu mà được nha thì anh chị có thể chuẩn bị vớ xoa ngón nên tách các cái ngón chân ra, nhà mình lên mạng đặt là cũng có đó nha, đặt là cũng có đó, vớ xoa ngón hay để chạy bộ. Còn nếu mà anh chị nào có điều kiện thì mua xịn hơn thì càng tốt, nhưng có những đôi họ có cái công nghệ nó khác biệt nữa, nó hỗ trợ thêm đôi chân của mình, nhưng mà khoảng mấy chục nghìn là mình xài được tốt rồi, vớ xoa ngón hay cả nhà, vớ xoa ngón hay. Rồi đó là gì ạ, nếu như anh chị muốn tăng tốc á, anh chị muốn tăng tốc thì có thể hẹn anh chị một buổi Zoom,
mà riêng để hỗ trợ anh chị một số cái bài tập, một số cái lưu ý, một số cái bài tập để giúp mình chạy làm sao tăng tốc được tốt hơn. Nhưng trước khi muốn tăng tốc á, thì nhờ anh chị đó là anh chị tập lại các cái bài về tư thế chạy bộ đúng đúng tư thế chạy bộ đã, bởi vì chưa đúng mà chúng ta làm nhanh á thì nó sẽ dễ bị gãy, nên là quay lại về tư thế chạy bộ anh chị phải phải đúng tư thế chạy bộ đã, thì lúc này mới tăng tốc mới ngon được anh chị. Chỉ cần anh chị chạy đúng tư thế thôi thì tốc độ anh chị đã được cải thiện rồi, anh chị biết điều này không? Đúng tư thế thôi là tốc độ đã được cải thiện rồi đó, chứ không nhất thiết là anh chị phải làm gì đâu. Rồi khởi động nữa, tập trung vào các bài khởi động nữa, bài khởi động nhìn về đó anh chị, nhưng mà giúp anh chị khởi động đúng thôi. Anh chị cũng cải thiện được tốc độ rất nhiều, và đặc biệt là cái nhịp tim của mình, cảm nhận cơ thể ha, cảm nhận nhịp tim. Bởi vì nếu như chúng ta chạy nhanh nhưng mà cái nhịp tim chúng ta nó chịu không nổi á, nó bơm máu không kịp, hay là việc hít thở chúng ta thiếu khí, thì anh chị cũng không thể nào chạy nhanh được. Nên những cái bài cơ bản của cái tuần đầu tiên anh chị nó rất quan trọng, nhà mình tập cái đó đi. Nhà mình tập thực là nhuần nhuyễn cái đó, tiểu tiết nó quyết định đại cục đó anh chị. Anh chị đang tập nhuần nhuyễn cái đó thôi thì về cải thiện về tốc độ anh chị cũng có, và sức bền anh chị cũng sẽ được cải thiện, được không cả nhà? Còn muốn tăng tốc đó thì sẽ hẹn cái zoom riêng để hỗ trợ anh chị, được không cả nhà? Nắm được chưa? Và ngày hôm nay thì chúng ta đến với một bài tập rất là quan trọng, bởi vì chúng ta đang hướng đến là gì cả nhà? Đó là thân hình người mẫu, sức khỏe người sắt, đúng không ạ? Mình hay nói là thân hình người mẫu, sức khỏe người sắt. Về thân hình người mẫu là gì? Nhà mình đã hiểu về thân hình người mẫu chưa? Nhà mình đã có cái hình thân hình người mẫu của mình chưa? Ba vòng của mình như thế nào, đúng không? Như thế nào là thân hình người mẫu? Thì mình phải rõ cái hình đó chị, thì mình phải rõ cái hình từ bên trong mình đó, thì lúc này nó mới biểu hiện ra vật chất bên ngoài. Cả nhà, thì hôm nay chúng ta rất là may mắn khi mà có đồng hành với chương trình chạy bộ thì có chị Lệ, chị Lệ là một chuyên gia điêu khắc hình người mẫu anh chị, và chị Lệ sẽ chia sẻ cho chúng ta công thức để làm sao để tính toán được hình người mẫu của chúng ta dựa đến cái chiều cao đó, và sẽ bonus thêm nhà mình đó là làm sao để chúng ta kiến tạo được vòng eo con kiến, đúng anh chị? Vòng eo 56 á. Hôm rồi gặp chị Lệ thì đúng thiệt. Bây giờ ba vòng giống thân người mẫu và vòng eo con kiến ha, thì chị Lệ vừa chỉ hiện thực cho chúng ta luôn anh chị. Nếu có dịp gặp người đời thì gặp chị Lệ nên anh chị thử so dáng ha. Rồi thì em xin phép được mời chuyên gia của chúng ta hôm nay đó là chị Mỹ Lệ lên chia sẻ nhà mình, đó là thân người mẫu. Thì nhà mình nên chuẩn bị sổ để ghi chép cả nhà, bởi vì công thức này quan trọng anh chị. Anh chị sẽ tính toán luôn thân hình người mẫu của mình ha, và mình thấy ok đó thì bắt đầu mình có thể chia sẻ cho nhiều người để cùng thực hiện với mình nha cả nhà. Và em xin phép mời chị Lệ. Nhà mình có thể thả chị Lệ một tràng pháo tim. Để mời chị Lệ chia sẻ với nhà mình ha. Dạ, biết ơn thầy Tân cho Lệ cơ hội được chia sẻ với các anh chị. Giờ kêu mẫu thì cũng không biết cái mẫu nào, mà cái mẫu cái theo là mình theo chiều cao ha. Nếu như nói bây giờ là nếu như mà mình muốn có bất cứ cái gì thì theo đúng như theo nguyên tắc của bên nội tâm của mình đó, là mình phải có cái hình, mình phải có cái hình, mà mình phải có hình rồi mình cứ nhìn thẳng vào cái đó để mình lúc nào mình cũng thấy mình là cái thân hình đó thì mình mới đạt được nha. Cho nên nó là cái phần cái hình mà mình chưa rõ đó, thì có nhiều người sau cái tập hoài nó không có đẹp. Thì á, Lệ nhớ có lần Lệ hỏi thì các bạn Lệ mới hỏi là muốn eo nhiều thì chỉ nói một câu nè, càng nhỏ càng tốt. Lệ nói muốn mông nhiều thì nói càng to càng tốt. Lệ nói không, có cái số đi, có cái số rất là rõ ràng. Ví dụ như là bạn nói á, là tôi muốn có cái eo 60 thì nói thẳng con số 60. Muốn 100 thì nói 100, cái mong 100 thì tức là mình nói cái con số đó để mình nhớ cái con số đó. Cái trong nguyên tắc của nội tâm của mình nhớ cái câu gì, rõ hình thì ra quả, đúng không? Mà bây giờ cái hình còn không rõ nữa thì sao ra quả? Cho nên mình không có nói cái câu là tôi muốn càng nhỏ càng tốt, mà tôi muốn có con số. Ví dụ như hồi đó là Lệ là nhìn thẳng vào con số eo 56 á. Cái lúc mà eo Lệ 100 đó mà Lệ chỉ nói muốn eo 56 thôi, cả nhà có tin chịu nổi không? Tại vì nghe cái bài vòng eo 56 á, cho nên nó giờ không biết số nào, thôi thích cái số đó đi, mà cứ thích hoài con số 56. Thì có lần Lệ cũng đã đạt được 56 rồi, nhưng giờ nó cũng chỉ là được 58 thì kệ nó đi. 56 58 nó cũng còn gần bên, nó cũng sát sát bển, còn hơn á là không có muốn cái gì. Thì nếu như mà không nói cái gì hết á thì 100 mà cũng thích chứ không thì nó ra sẽ là 80 sao, đúng không? Cho nên á là mình phải có một cái con số thích rất rõ ràng thì mình mới đạt được. Rồi cho nên giờ Lệ muốn nói là
cả nhà mình để ý cái sổ đo trước đi, thì nhà mình tự tính xong bắt đầu xác định cho tôi, ví dụ như là Thanh Thủy chẳng hạn, Thủy nói là bây giờ em muốn chính xác là em 57, em muốn là con số 57, là đọc rõ con số 57 vậy đó, em muốn vòng ông em đó là 90 thì đọc kỹ con số 90, nghĩa là mình có cái con số rõ ràng nha. Thì giờ nhà mình tính bây giờ lại sẽ nói công thức, giờ nam ít thì mình nói công thức cho nữ trước, nhà mình ghi cái công thức dành cho nữ, nhà mình ghi ghi để cho mình có cái số, để lại coi lại cái chia sẻ màn hình được ghi được không, chứ lâu rồi có chia sẻ không, nhà mình ghi đi. Còn thôi thầy Tân có đó không ạ? Thầy Tân Là sao chị Lệ? hay là thầy Tân ghi để lại Em coi giờ chuẩn bị em di chuyển ra xe cái. Chị có gì để chị share slide cũng được, chị share lại slide chị ghi trên coi thầy slide cũng được. để coi thử có được không, để lại chia thử coi nó có bị vấn đề gì không thì để làm. Cái này chị phải xoay camera lại trước Dạ dạ đó. dạ cứ để đó đi, từ từ À, chị đọc. con rắn con Rồi. đây. Tắt cái background là được. Dạ, cứ để mà nếu như mà chia sẻ khó thì mình đọc công thức đi nè, Đâu được mà gì đâu chia sẻ có. tại vì từ lúc thi tới giờ đâu có chia sẻ không có chia sẻ. Nhà mình có bạn mà thích có thân hình người mẫu đó thì các bạn cũng có thể nhắn nhắn nói bạn mình vào nghe, tại vì bình thường lại chia sẻ này các bạn hay hỏi lắm, nhiều khi xong rồi đầu cái nó đầu người hỏi cái này chia sẻ lại từ đầu. Dạ, rồi nhà mình có thể mời bạn mình cùng vào tham gia trong thời gian này thì chị Lệ set up lại tí. Chị Lệ ơi, cái camera chính của chị chưa thấy mặt chị. Từ từ lại lại để chỉnh được cái một con Chị tóc không, chỉnh được mà đúng không? để chỉnh cái một con tóc không cái đó Ừ. để cho cái màn hình nó đẹp đẹp chứ. Dạ. Nó cứ xấu xấu rồi. Ngay rõ hình là ra quả ha, rõ hình thân hình người mẫu thì ra quả. Chị Lệ chuyển giao làm sao để có vòng eo 56 nè. Xong này là vừa đẹp luôn, sức khỏe gì thân hình người mẫu, sức khỏe người sắc nha cả nhà. À, chị đừng có để dư ở dưới, thà nó dư trên chị đừng có để ở dư dư ở dưới dư ở dưới giấy nhiều, nó dính người mình luôn. Dạ. Rồi. Rồi được rồi đó chị. Thì là tương đối đẹp. Dạ. Rồi đẹp hả chị? Dạ. Dạ, được không? Nhà mình có công thức dành cho nữ nha. Nhà mình nghe được không ta? Cả nhà mình cứ mở mở cam tương tác để rồi có một hồi nữa rồi cần hỏi thêm công thức đó, tại vì mình cũng cần phải giữ hình của mình đẹp đẹp để mình còn có con số chứ ha. Công thức dành cho nữ đi, bây giờ cân nặng nè. Cân nặng người nhà mình cứ cân nặng sẽ là bao nhiêu, cân nặng á thì lấy chiều cao trừ 105, người nhà mình tự trừ đi để mình coi á là mình bao nhiêu. Ví dụ như mình cao 1,5 m, Cúc ơi Cúc tính thử, Cúc ở quên đâu, Thu Thủy, Thanh Thủy nè, Thủy có đó không? Dạ em có đây ạ. Em tính cho em thử coi, em lấy thân hình của Thanh Thủy tính thử xem nè, cân nặng Dạ á. em 1m60 trừ 105 thì cân nặng lý tưởng là 55 cân ạ. Giờ em đang nhiêu? Em đang 52 cân ạ. Vậy thì giờ mình tự thấy là mình thêm nhiêu ha. Vâng. Không, nó có con số cho nên nó dễ cả nhà. Chứ nhiều khi mình không có con số mình tính khó. Bây giờ mở của cơ thể.
mỡ của cơ thể đó thì mỡ mình tính theo phần trăm nha, thì nữ á, thì mình sẽ là 20% cho đến 28%. Nữ thì mỡ nên nhiều hơn nam ha. Dạ, nhà mình cứ gõ chiều cao nên để tự tính luôn. Rồi đó, vậy thì mỡ cơ thể mình là 20 đến 28%. Như vậy với con số này nè, thì nếu như vào đâu mình khoảng 25 là ngon rồi đó. Ha, khoảng giữa giữa là ngon rồi đó. Rồi, bây giờ ba vòng nha. Nhà mình thường thường hay quan tâm vòng 2 ha, mình tính vòng 2 trước. Vậy mỡ cơ thể là biết đo ở đâu không? Tới mấy cái phòng tập á. Tới mấy cái phòng tập á, người ta có cái máy, hoặc là mấy bạn làm âm quay Herbalife á có cái máy cân cái này ha. Rồi, tính cho mình vòng 2, cơ thể vòng 2 nè. Chiều cao chia 2 trừ 20 cm. Chiều cao nha, chia cho 2 rồi trừ 20, tính bằng cm nha. Thủy tính cho em thử lại nhiêu. Chiều cao em nãy 1m6, 1m6 phải không? Sáu. Dạ, vậy là vòng 2 là 40 ạ. Không, À 80 chiều trừ cao thứ 20 hai là 60 ạ. 80, 80 trừ 20, nãy thấy chị nói hay không? Vậy thì Vâng. eo của em là phải là 60 mới được, eo đang giờ nhiêu? Eo đang 66 ạ. Rồi, tự động biết phải giảm xuống 6 phân. Rõ ràng không? Nó có hình không? Nó có hình cho nên nó dễ. Rồi vòng 1 cũng lấy chiều cao chia 2 nhưng mà cộng 8. Chiều cao chia 2 của em lại nhiêu? 80 đúng không? Dạ. 160 chia 2 được 80, 80 cộng 8 là 88, như vậy vòng 1 của em 88. Giờ em đang nhiêu? Nè, chưa đo. Có thước dây nên đo à. Đâu đâu cả. Nguyên tắc dành cho những người muốn thay đổi vòng eo: thước dây để khắp mọi nơi. Trời, cái thời kỳ mà chị đã từ eo 100 mà muốn xuống 50 mấy, rồi chỗ nào cũng có thước dây. 78 chị ơi. Em đang vòng, nãy là nói là vòng vòng 3 đúng không? Vòng hạ vòng 1 đi ạ. Vòng 1 á là chiều cao chia 2 cộng 8 thì em phải là 88. Dạ em đang thực tế là 78. Rồi, còn Ok nếu có mà cái phần đấu rồi. chiều cao Dạ. chia 2 để phấn đấu đúng không, chứ không thôi rồi mình cũng không biết con số nào để phấn đấu thì nó không có Yeah. rõ hình. Rồi, vòng 3 là bằng vòng 1 cộng 8. Vòng 3 thì bằng vòng 1 Đúng cộng 8. không? Ê, vòng 2 chứ. Đâu đâu, vòng 1 đúng rồi. Vòng 1. Vòng 1 nãy là bao nhiêu? 88 đúng không? Vòng 1 của em là 88 cộng 8 đúng là 96. Rồi. Đó, vậy là của Thủy là phải 96 đó. Ôi, thế bằng chị Lệ mất rồi. Đúng số của chị Lệ chuẩn quá. Chị lại chuẩn, nó lại thiếu chiều cao. Mục Rồi, tiêu của em là cái vòng đùi. Vòng đùi thì lấy chiều cao chia 3. Vòng đùi á là mình đo trên cái đầu gối á, khoảng 5-6 cm vậy đó. Trên cái đầu gối á, trên cái đầu gối, tính từ đầu gối chứ không có đo tuốt ở trên cao, mà cũng đo, tức là trên đầu gối đâu, khoảng cái tựa lửng lửng đó đó. Vòng đùi thì là bằng chiều cao. Vậy bà, 160 chia cho 3 thì được 53. Nó Thủy. Vâng, 53. Rồi, đo đi xong rồi tự tính. Rồi, Đo chỗ nào ạ? Đùi là chỗ nào, khúc nào em chị? từ cái đầu gối xong em cắt lên đâu cho chị khoảng khoảng 5 cm vậy đó. 5 cm. Ừ, đo Rồi. thử đi. Rồi, Rồi. vậy thì giờ các anh chị còn lại mình đo được không, để lại coi trong khung chat này nãy giờ cả nhà làm được không, tại Tôi mình phải đang 38. vòng đùi em Thích 5266 là hình như là muốn được rồi đó. Nè. Mấy Rồi, cái 38 chị vòng đó. ơi. Bao nhiêu Hay em? phải trên cao nữa nhỉ? Em đang Ở cách gối 5 phân thì có 38 à? Còn thiếu à. thiếu 10 10 Hồi bữa mấy. học cô Triều là cô Nữa. Triều lấy cách gối á.
Hay là bây giờ mình cứ để nó, để coi thử. Lệ thì là lệ bữa trước lệ hỏi cô Triều thì lệ thấy là kêu là cắt gối có 5 phân à, chứ còn không có phải đo sát lên trên. Nhưng mà nếu không thì mình cứ để bọc đùi ở đó, bọc đùi mình ít có ấy bằng. Bây giờ mình lo ba cái vòng kia đi, rồi có gì cái số này để lệ hỏi kỹ lại nha, để lệ coi cái cách bao nhiêu, cái cách đo đó. Chứ còn số là đúng rồi, chiều cao chia ba là đúng rồi, nhưng mà cái cách để mình đặt từ đâu tới đâu á, ví dụ như cách cách cái đầu gối bao nhiêu á, thì bữa đó là mọi người cũng hay hỏi chỗ đó lung tung á, để chờ lại hỏi Ở lại. giữa là hay là ở giữa cũng được chứ. Em đo giữa thì được nhiêu, Dạ cách em gối một đo gang tay là ok hả? Thầy tân nói là cách gối một gang tay, em đo thử cách gối một gang tay thử. giữa. Dạ đây. Nó sẽ là 44. Thì cách 53 còn 10 phân mới được. Cách là giữa gối là ra như 44 hả? 44 mà chuẩn của phải là 53, tức là Vậy em là cách thiếu còn 9. 9 phân. Đúng rồi, tại vì các số đo của em cũng bị hụt nhiều. Đúng không? Dạ, Không được. vâng. Rồi để lại coi Tống Vinh nè. Rồi, Tống phải Vinh đa điều khác. Tống Vinh là chuẩn là 87, 59, 95, cao 1m58. Bây giờ vậy là bây giờ hiện số đo đang là 88, 88 với 87 là coi như ok rồi. 95, 93 cũng được ok rồi, gì có giảm eo thôi. Đúng không? Tống Vinh á. Tống Vinh chỉ có giảm eo thôi. Trời ơi, 88 eo là 59, 70, ta Khó 100 rồi. quá Ta đã, đừng có nói khó, đừng. Kiên, kiên. Người ta kiên đang 100 làm tới. Kiên. 1m55 phải không? Bây giờ cô Liên là 1m55 nè. Bây giờ tính vòng 1 nè. Để mình tính, phải tính cái đã. Trong này nam ít rồi, giờ mình lo cái vòng của nữ thôi đi. Bây giờ cái con bây giờ nè, cái cô mà cô Liên nè là cao 1m55. 1m55 như vậy thì cân nặng là nhiêu? Chiều cao trừ 105 vậy nặng 50. Được chưa? Cân nặng là 50. Mở cơ thể rồi khỏi nói rồi. Giờ vòng 2 là lấy chiều cao chia 2, chiều cao 1555 chia 2 á thì là 70 77. Mình tính 77 đi. 77 trừ cho 20 là 57, rồi eo 57 nha. Eo 57 nha. Vòng 1 thì bằng là chiều cao chia 2 cộng 8, 77 cộng 8 là 85. Cô Liên nghe được ha? 85. Dạ. Vòng 3 là 85 cộng 8 là 93. Rồi, vòng đùi lấy chiều cao chia 3 là 155 chia cho 3 thì được đó là khoảng 5 50 mấy đó. Khoảng 5 5 51. Phải không? Đúng rồi, khoảng 51, gần 52 á, khoảng 52 đi. Rồi. Dạ, em biết Chỉ ơn cô này nhiều. 165 mà nặng 60 kg thì trừ 105 một một đâu 165 cm, nặng 60 kg, à nặng 60, cao 1m65, như vậy cũng bớt có một chút à. Trừ 105 thì nặng 60 là đúng rồi ta, cao 1m65 mà nặng 60 kg là đạt chuẩn rồi mà. Như Nguyễn nè đó, được mà. Rồi để coi thử là bây giờ Ngọc Hà nè. Ngọc Hà là tương tác đi Ngọc Hà. Ngọc Hà hay vô trong này lắm nè, Ngọc Hà mở mở mới tương tác thử. Cho nó lẹ luôn để đo cho được một hai người để cho nó chuẩn đi, để cả nhà theo xong mình đi tiếp. Cái của nam số cũng gần gần vậy thôi à. Ngọc Hà tương tác được không? Ngọc Hà mở mic được không Ngọc Hà? Vòng 2 là 59, cân nặng 52 kg. Vậy cao nhiêu? Phải đủ số chị mới tính được chứ. Rồi, bây giờ vậy là mình rõ cái này rồi ha. Nếu như mà bây giờ rõ cái này xong rồi mình nói qua công thức cho nam xong rồi mình, nếu như không may á thì là mình tính cho nam xong rồi mình sẽ nói thêm một số cái số đo dành cho nữ nữa không? Trong này mình có ai nam không ta? Cứ làm đi cho ông xã chị ơi. Làm đi, ở trong xã đúng không? Dạ. Dạ. Công thức dành cho nam, vậy nhà mình ghi để dành cho ông xã nha.
Rồi công thức dành cho nam, một cũng là cân nặng. Bằng chiều cao trừ 100. Khác mình không? Mình trừ 105. Cả nhà mình tính cho chồng luôn nha. Cân nặng bằng chiều cao trừ 100. Phần trăm mỡ cơ thể. Phần trăm mỡ cơ thể với nam á, mỡ cơ thể ít hơn 10% đến 20% thôi à. Và thường thường á, nam á khoảng 15% là ngon. Rồi số đo 3 vòng nè, vòng 2 nè. Vòng 2 thì chiều cao nhân 145 nhân 0.45. Rồi vòng 3 đó thì bằng vòng 2 chia 0.75. Vòng 2 chia cho vòng 1 thì bằng vòng 2 chia 0.7. Vòng đùi bằng chiều cao chia 3. Rồi, công thức cho nam. Thủy ghi chi tiết để về đo cho chồng ha. Dạ. Tại vì ảnh cũng chạy mà, ảnh cũng chăm lo cho sức khỏe thì phải có con số để cho ảnh hướng tới, để anh thấy ảnh đẹp chứ. Dạ. Rồi. Xin chị. Rồi. Nhà mình xong con số nha, giờ lệ lệ không có mình không có cần coi. Nhà mình xong chưa để lệ ngồi tương tác thôi. Đó chỉ có con số, đây là con số thì mình cần ghi thôi. Còn giờ mình tương tác để mình hiểu biết thêm về cái số đầu của nữ mà xuất sắc nữa nè, để lại chỉ cho thêm một công thức mới nữa nè. Tại nếu không có rõ hình vậy được ha, để tắt cho. Dạ. Cô Rồi. Lệ, cô Lệ. Ơi ơi. Cô Lệ cho con, cho em chụp với. Cô Lệ bỏ tay ra cho em chụp với. Dạ rồi. Em Làm phải không? tính xong rồi Đúng xong chưa? á cô Lệ. Nữ có nữ nữ có chụp không? Nữ chụp Đó. rồi. Rồi ok. Nữ. Để xong rồi ha. Mình coi tắt xem màn hình. Mình tắt xem màn hình chỗ nào ta? Top xe đúng không? Mà sao được? Sắp xe Từ từ đang tìm cái chỗ top xe. Đây. ở trên đấy cô Lệ, ở trên cái màn hình nó có cái dấu ít đó. Đây thấy rồi. Bữa biết sao không? Cái zoom nó có thay đổi, cái zoom ngày xưa nó có chữ top xe để sát một bên luôn, bữa nay nó thay đổi chút xíu. Rồi giờ lại nói thêm có một cái công thức nè, nhà mình nó có khi nào thấy một người cái vòng một á của mình với họ rất là giống nhau, số đo là giống y hệt, nhưng mà tại sao của mình với họ mình không đẹp bằng họ không? Cái này có nha, nhà mình tương tác cái này mà có được thì lại mới nói cái trường hợp này. Ví dụ như là hỏi ra là ấy, ví dụ như mình hỏi chứ ê vòng một của bạn nhiêu, thì bên kia nói là à, vòng một tôi 85, xong mình nói ờ ha sao của mình cũng 85 mà sao mình thấy của mình nó cứ phẳng phẳng phẳng, nó không đẹp. Chào Ngọc Anh. Ý là bên săn chắc bên không được Không, săn. nhà chào Ngọc Anh, số là bằng nhau luôn, mình là Rồi. vòng, ví dụ như vòng một đúng rồi, như Nguyễn nói đúng nè, mở lưng nhiều quá nè, cho nên ví dụ như là người ta 85 mình cũng 85, nhưng mà sao người ta tự nhiên cái vòng một của người ta nó đẹp, nó giống như ra mặt tiền đứng vậy đó, sao của mình cũng 85 nhưng mà không thấy ngược đâu luôn. Nhà mình có thấy cái đó không?
phải thấy nhà mình phải thấy cái trường hợp đó, tại vì Lệ gặp cái vụ đó nhiều lắm, tại vì Lệ đo kỹ lắm, Lệ coi từng con số lần, cho nên đó là nếu mà mình chưa có nhìn thấy, đúng rồi, mình ở có người á là cái ngực á nó không có ra trước mà chỉ thấy toàn là cái lưng to thôi, còn cái ngực là nó phẳng băng thôi, nhưng mà khi đo cái vòng vòng ngực á thì vẫn đo như người ta, thì đo chỗ to nhất thôi, đo ra thì vậy đó, to bằng người ta, nhưng mà cái ngực của mình nó rất nhỏ. Vậy thì chỗ này nó còn một bí quyết gì chỗ này nữa? Ý là ngực thực tế thì nhỏ nhưng mà cái vòng á thì nó Cái bự. vòng á, nhưng mà Dạ. bây giờ đi hỏi nhau thì ta chỉ hỏi cái vòng thôi, hỏi hỏi nhau người ta chỉ hỏi cái vòng thôi, đúng không Ngọc Anh? Hỏi Dạ người vâng ta chỉ ạ. hỏi, đúng rồi, người ta hỏi nhau ta hỏi cái vòng thôi. Ví dụ hỏi vòng một bao nhiêu thì nói tôi 85, thì bên kia nó cũng 85, mà sao của nó 85 nó đẹp dữ ta, mà sao của mình 85 không thấy ngược đâu hết trơn. Nhà mình nó còn một con số chỗ này, cái này lại chia sẻ thêm trong quýt của mình là nhiêu đây đủ rồi đó. Đây là công thức trong quýt nha, đây cái công thức nãy giờ lại chia sẻ trong quýt là đủ bài rồi, mình cứ theo vậy thì trong quýt không có phân biệt cái con số nãy lại nói, trong quýt không có phân biệt cái chỗ con số nãy lại nói, họ chỉ là vòng 2, vòng 1, vòng 3 thì vậy đó thôi, chứ chưa có phân biệt chỗ kia. Thì giờ lại đang nói cái chỗ này là một cái chỗ khác mà mình thấy rõ ràng mình giống như người ta mà mình không đẹp bằng ta, là ở chỗ này. Nhà mình đo cho Lệ thêm một con số đo nữa, cái chân ngực á, đo cho Lệ dưới cái chân ngực, tức là ví dụ như mình mặc áo ngực nó có cái chân là cái chỗ mà nó kết thúc cái chỗ của chỗ to của ngực phong, thì ngay dưới cái chân đó nhà mình đo thêm một con số đó nữa cho Lệ, con số đó mới là con số quyết định đó. Xong Lệ nói cái con số cho nghe, thì nhà mình lấy đúng rồi, giống mày đo áo dài á, có Lệ, mặc cô Lệ áo dài. hướng dẫn lại được không cô Lệ? Ý là cái chân ngực á là nó nằm ở dưới cái xương sườn Đúng rồi, ngay chỗ xương sườn á đó đó, mà hả? ngay dưới cái kết thúc cái phần ngực á, nhà mình Dạ. lấy thêm thước dây đo thêm cái chỗ đó nữa, thì lại mới nói đo thêm cái chỗ đó, xong rồi mình sẽ có một con số ngay chỗ đó đó để tính cho nghe. Thì chính cái con số đó là đẹp hay xấu nó nằm ngay chỗ đó luôn á. Nhà mình đo con số đó xong, nhà mình lấy cái con số ngực á trừ cho con số đó, hai con số đó trừ nhau ít nhất phải được 13 cm. Thì nhìn sẽ thấy có ngực. Dù cho số đo của mình chưa đạt bằng quýt đi nữa, nhưng cái chỗ đó của mình nó ra đúng rồi, ra được cái số đỉnh đó, số đỉnh núi đúng rồi đó. Như Nguyễn, như Nguyễn này có vẻ cũng rành này ha. Trừ ra chu vi thì bằng mà hình thể thì nó khác, cho giống như đi may á, đi may áo dài đồ này nọ là ta có đo cái chân của cái ngực á, xong cái chỗ cao nhất của cái ngực, xong rồi kết thúc cái ngực, xong ngay dưới cái chân á, nhà mình đo hai số đó đi, xong rồi nhà mình đọc đi, nhà mình ai có số thì đọc, còn nếu không á thì có Thủy đang cầm nè, vậy Thủy được nhiêu đọc cho chị nghe để chị tính cho. Thủy là nhìn cũng thấy có ngực nè, đúng rồi như Nguyễn, đúng rồi, có người nhưng mập lắm, nhưng mà hỏi ngực bao nhiêu thì mình nói cái số đo nghe cũng được lắm, đúng không như Nguyễn? Hỏi ra thì ví dụ như hỏi số đo thì mình thấy cũng được lắm, số cũng được 80 mấy á, nhưng mà không thấy ngực đâu hết trơn, thì mình phải biết thêm cái đó nữa để mình để cho mình có một cái nhìn, để cho sau đó mình biết cách mình đi xử cái gì. Thật sự từ lúc mà Lệ biết được cái con số đó đó này thì có Ngọc Anh ha, thì Lệ nói từ lúc mà Lệ đi biết được, hồi đó Lệ chơi với mấy cô người mẫu đẹp đó, Lệ biết được cái con số đó đó mình mới có hướng phấn đấu. Từ lúc Lệ chơi với những cái người đó, tại vì ngày xưa ngực Lệ cũng đo ra, trời nhà là ngày xưa biết ngực Lệ nhiêu, 90 mà trước sau như một cái đó, lưng không 90 nghe sang không, ngon lành không, mà không có thấy cái miếng ngực đâu hết trơn á, tại vì nó chỉ là một cái cục mỡ đằng sau lưng thôi, cho nên đo ra rất là ngon lành, nhưng mà nhìn là xấu, nhìn là xấu. Thì bây giờ nhà mình để ý cái điều đó, để nhà mình ở bên ngoài, không biết chắc Thủy với vậy một số người gặp Lệ bên ngoài rồi đúng không, mới gặp Lệ ở cái trung tâm thể dục, thấy Lệ mặc áo ôm không, mặc áo ôm nhìn đi, Mệt lắm chị ơi. tức là vòng một của Lệ chỉ có 86 thôi, không phải quá nhiều, nhưng mà cái chân ngực của Lệ chỉ có 67 thôi, nó trên lệch 19 cm, cho nên thấy nó lộ lộ vậy đó, thấy ngực không. Nhà mình chỉ còn 13 cm là ok, chỉ cần cách nhau khoảng 13 là được, tại vì cái vòng đó nó cách ra rất khó, tại đa số người ta to lưng là to ngực, to luôn một cục luôn vậy, chứ người ta không phân biệt. Hồi đó là Lệ phân biệt rất rõ hai cái đó,
Cho nên Lệ mới quyết liệt là phải làm sao cho cái lưng nó thiệt nhỏ, còn bao nhiêu cho hết vào ngực, không có để cho cái lưng nó to. Cho nên cuối cùng là mặc áo dài đẹp lắm. Hầu như Lệ chỉ mặc áo dài thun thôi, mặc áo dài vải là chịu không có nổi, tại nó bị nhăn á, nó có một cái đoạn khoảng cách quá là trên lệch á, mà cái lưng thì nó có một khúc à. Ý là mình lấy cái vòng 2 trừ cho cái chân ngực hả cô? Lấy cái vòng 1, lấy cái chỗ cao nhất của cái ngực á, cái ngực của cưng á, mà cưng to chỗ nào to nhất á, xong Vòng trừ cho 1, cái vòng 1. lưng ngực, Dạ lấy dạ lần vòng trừ nữa. thì nhà Vòng mình 1 đi trừ cho chân ngực. rồi trừ Là ra 16 là đẹp nhất. 13 thôi, 13. 13 là được rồi, chỉ cần nó có 13 thôi thì Dạ là người dạ ta gọi là có ngực, nhưng đa số là chỉ được 10, 10 với 11, tức là ngực với lại cái lưng nó cách nhau, nó chỉ trên nhau có 10 cm thôi, thì mình thấy mình sẽ nhìn ra cái ngực lép được không. Ngực lép không có nghĩa là mình ốm đâu, người mình to vẫn lép, cho nên nó là ở đây mình phân biệt được cái chỉ số đó nữa, thì nhà mình phải phân biệt rõ cái đó để làm chi, khi mình biết là cái người mình nó to chỗ này rồi nhưng nó không có ngực thì mình sẽ có một cái bài để dọn toàn bộ cái mỡ vùng xung quanh đó cho vô cái ngực hết, thì cái ngực nó sẽ to. Lẽ là có cái bài dọn đó là hơi bị đỉnh, lại cho hết những cái mỡ thừa xung quanh đó là gom hết cho vào cái ngực luôn, không có cho nó ra cái lưng. Nhà mình biết sao không? Tại sao hồi con gái mình có ngực mà tới khi mình có con xong mình không có? Vì mình nằm ngủ á, mình nằm ngửa ra đó, khi mình nằm xuống thì cái mỡ hai bên ngực đó, nó sẽ đẩy ra sau lưng, nó mở mà, cơ ngực là mở mà, nó đẩy hết ra sau lưng luôn, cho nên cuối cùng á, mỡ chuyển ra cái lưng hết trơn luôn, cho nên là mình còn cái lưng chứ mình không có cái ngực. Mà cái lưng á, thì mặc đồ cái lưng nó sẽ rất là to, nó sẽ xồ xề, cho nên người ta nhìn vào người ta nói đây là cái bà, được không. Cái bà với lại một cô gái nó khác nhau ở chỗ cái phía lưng á, cô gái lớn lên nó thì cái lưng nó thon gọn, cái lưng nó thon gọn, còn á mình lớn hơn, ví dụ mình có con mình để xồ xề là cái mỡ của cái ngực á nó lại chảy ngược ra cái lưng, cho nên cái lưng của mình rất to nhưng mà cái ngực không có. Thì cái đó cũng là một cái chỉ số mà mình để ý một chút, để cho nên nếu mình để ý được cái đó thì người mình nó sẽ đẹp. Rồi nhà mình ai đo được cái đó ra rồi lại chỉ cho cái vòng eo với vòng mông nó cách nhau nhiêu nữa. Ý là Nó mình có bài tập hả cô Lệ? Mình có bài tập hay là mình ngủ á, mình nằm sao cho nó. từ từ cái đó, nếu như nói mà kiến tạo vòng eo đẹp á, nó có thêm mấy công thức, nhưng cái bài hôm nay, ngày hôm nay nè, là mình cho cái phần rõ hình trước đi. Rõ hình tức là mình xác định được là mình muốn con số nào, chẳng hạn như ví dụ như bây giờ á, sau khi Ngọc Hà đo thì Ngọc Hà thấy á, là cái vòng 1 của mình là 86 nhưng mà cái chân ngực á, nó lên tới là 76 rồi, lẽ ra ví dụ nha, như vậy thì rõ ràng là mình bị phẳng đúng không, nó không có cái khoảng cách, thì mình sẽ biết là sắp tới mình sẽ làm sao cho cái lưng nó không được to mà nó sẽ dồn cái mỡ đó vào cái ngực. Nói chung là mình biết như vậy đó, biết cái đã, mình biết mình phải làm cái gì cái đã, chứ bây giờ là mình chưa biết mình phải làm gì. Chẳng hạn như bây giờ nếu như theo số đo của Quýt nè, thì bây giờ Ngọc Hà nói chứ ngực em 86, chị Lệ ơi đủ tiêu chuẩn rồi, em đủ tiêu chuẩn rồi, 86 vậy là ngon rồi, nhưng rõ ràng mình thấy nó không ngon, rõ ràng mình thấy nó không ngon, thì lại chỉ thêm một cái tiêu chuẩn để ngon nữa, đó là cái sự chênh lệch đó. Tại vì hồi đó là Lệ đã bị cái vụ đó rồi, thấy người ta cái ngực 90 mà mình cũng 90 mà sao không thấy cái ngực, mà mình chỉ toàn lưng không thôi, thì mình không có hiểu cái số đó, thì lại được chỉ có thêm một con số của chân ngực. Rồi nhà mình xong cái phần ngực chưa, nhà cho lại qua tới cái vòng eo, cái khoảng cách như thế nào của eo và cái mông, cái khoảng cách đó nó sẽ quyết định cái độ hấp dẫn của người phụ nữ, cái độ hấp dẫn của cái vòng eo. Cho nên đó là thầy Tân dùng chữ là điêu khắc vòng eo, nghĩa là cắt nó lại luôn, nó phải có cái độ cong chỗ đó nhìn nó mới hấp dẫn. Thì cái độ cong chỗ đó là nó cong bao nhiêu, nhà mình đo cho Lệ vòng eo với vòng mông, lấy cái số hai đó, số đó trừ nhau đi rồi đọc số cho Lệ nghe, vòng eo nhiêu vòng mông bao nhiêu, đo đi đọc cái số rồi Lệ nói cho nghe cái chỗ này. 88 chuyển 66 12 chị ơi, 22 chị ơi. 22, Dạ. 22, 22 là cũng được được, bắt đầu bận đồ vô là nhìn thấy có eo rồi đó. Thế 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 của con trai thì là công thức như thế nào ạ?
nè, con trai á, để thì bây giờ nha, cái số đó hình như là của nam á, nó không bị ấy, tại nam đâu cần ngực to đâu, cho nên nó không có bị cái chân ngực gì nam. Thật ra Không, em bác nói là vòng eo ấy, tại vì là bụng của em vòng là eo nó hả, vòng eo lấy đúng công thức của nam nè, công thức vòng 2 dành cho nam nè, là chiều vâng cao chia 2 trừ 20 của Ngọc ạ. Anh là nhiêu? Đây Nhưng đang hỏi cái chỗ nữ tính mà anh. Để cho Ngọc Anh nói đi, không, là Ngọc Anh này bởi nó vì chịu học. là như này, bởi vì là bụng của em nó hơi to ấy, Đọc đi, giờ đọc số đi, chị đọc rồi tính cho chiều cao là nhiêu. 1m70. 1m70 chia 2 là nhiêu? 50 với 35, 85. 85 trừ 20 là 65. Em ở đây công thức dành cho nữ, công thức dành cho nam không có. Công thức dành cho nam chiều vòng 2 là chiều cao nhân 0.45. Lấy đi, lấy chiều cao nhân 0.45 Ok. Chiều cao nhân với lại 0,45 à? đúng rồi, nhân đi rồi ra ra cái vòng vòng 2. Để em xem nào. Cơ bản là cái chân của em ấy với lại cái vòng bụng ấy nó không không được cân đối lắm ấy. Tất nhiên là nếu Từ mà từ, cô đây là cân hết, tức cô là đây nếu là mà cân hết. đóng đồ lên ấy thì là nhìn nhìn nó cũng 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 nét lắm, nhưng mà bụng nó em vẫn không thích bụng to lắm. Rồi, vô đây còn có mấy lớp đựng nè. Trời ơi, Dạ. Ngọc Anh á, là rất là có phước báu nha, có phước báu về sức khỏe, cho nên yên tâm là sẽ đạt được cái điều như ý. Ngọc Anh cứ nói Vâng. đi, chị chỉ cho. Ngọc Chào Anh, Lệ. dạ, cô Bỉ. Ngọc Anh là con cô Bỉ là đã có phước báu về sức khỏe mới chui được vào cái nhà đó rồi. Nói trước vậy đó. 1,70 chia cho hay là nhân cho, Nhân không 0.45. nhân 0,45 bằng 76,5. Đó, 76,5 vậy giờ đo là mình đang là nhiêu? Rồi Em phân là bố. đang 88. Rồi 88 vậy trừ ra. Vậy 88 là 8 mất tiền 11. 10 77 đang mấy? Yêu cầu là 76,5. 75 không? Yêu cầu là 77,5 hả? Vâng, 76,5 ạ. 76,5 cho 77 đi. 77 ạ. 77 mà giờ đang là 8 88. 11. Rồi. Dạ. Phấn đấu xíu, cho nên nó phải có con số. Giờ Ngọc Anh đồng ý không? Nó phải có con số Vâng. để mình phấn đấu, chứ nếu không á là mình chỉ nói con càng nhỏ càng tốt, càng to càng tốt. Không, không phải vậy. Nó có con số đối với cái nội tâm của mình là nó có con số. Thật ra là Lệ chỉ nhờ vì có con số đó thôi á, mà lần lần là Lệ đạt á. Dạ. Cái vụ mà cái Lệ đã từng gặp cái người mà mình nói cái ngực của mình với bả sao bằng nhau mà cái chỗ này, cho nên thầy Tân biết không, nhờ cái sự thắc mắc tại sao cái vòng một của mình với người đó bằng nhau mà sao người ta đẹp vậy mà nhìn mình không đẹp, thì mình mới theo mình hỏi chị ơi, chị sao của em với chị cũng bằng nhau mà giờ lấy thước đo là em với chị bằng nhau mà sao của em nhìn nó làm sao á mà của chị nhìn đẹp dữ vậy chị. Thì bà mới nói á, cái chân ngực, xong mình nói cái chân lại gì lúc đó mình không rành luôn á, xong bà nói đo cái đó đi, trời ơi đo hai cái mình thấy nó muốn bằng nhau mất tiêu. Hình Nó muốn như chân là ngực thầy Tân đang trên đường về về quê hay sao ấy, hình như đang nằm trên xe giường nằm hay sao ấy nhỉ. đúng rồi, thầy Tân có nói đang di chuyển, cho nên Dạ. là chỉ để nhìn hình để tương tác với giống mình thôi vậy À, ha. bây Vậy giờ giờ vô nhìn tính nè, là thầy đang trên xe. giờ nghe nè, vậy là cái ngực là rõ hình rồi, Ngọc Anh cũng rõ hình rồi. Dạ. Rồi bây giờ nè, cái eo với cái mông á, của phụ nữ này, của phụ nữ thôi nha, hai cái đó nó chênh lệch nhau khoảng 20 cm trở lên, mà đúng là cái này là càng chênh lệch càng ngon, càng nhiều càng ngon nè, 20 cho đến 30 là ngon. Lấy hai cái đó trừ nhau nó trên lệch thì là nhìn thấy có eo. Cho nên nếu như người đó mong họ 100, ví dụ như nha, ví dụ như Lệ nói, ví dụ Lệ nói Ngọc Hà nghe ha, ví dụ như họ chứ ê eo mày nhiêu, nó eo tao 80, mình đừng có nói eo người ta to hay nhỏ, người ta 80 nhưng mong người ta 100, nhìn vẫn có eo được chưa. Nhưng mà có người hỏi ê eo nhiêu, nó eo tao 60. 60 mình nghe ngon không? Ngon phải không? Mong 70 có ra cái gì không? Không. Hiểu không? Hiểu không? Cho nên á là mình cho nên là nó phải có cái tỷ lệ đó, chứ mình đừng có đọc con số. Có Với Lệ lẽ ý là vòng vòng mông trừ cho vòng eo đúng rồi, được ra nhiêu? bao nhiêu cô? Ít nhất là phải 20. Dạ, vòng mông. Trừ vòng eo ít nhất nó phải được 20 là nhìn được, cho nên mình đừng có nói một con số đẹp hay xấu. Ví dụ người ta nói eo tôi 59 cũng đừng vội kết luận họ eo đang đẹp, nghe 59 để đó cái đã, hỏi tiếp con số gì nữa, mông nhiêu
Hỏi tiếp con số nữa, mong nhiều. Trời eo 59 mà mong 71, 72 thôi chứ cũng phẳng lì thôi chứ có gì đâu. Cái đó nó thuộc về diện quá ốm luôn á. Coi như ốm phẳng lì luôn á. Được không? Đâu ra gì. Cho nên eo 59 mà mong 90 mấy mới là nói. Đúng không? Mới là đáng nói. Chứ còn eo 59 mà mong cũng 70 mấy thì đâu có nói được. Cho nên là bữa sau là giờ biết ngõ hỏi chưa? Biết ngõ hỏi chưa? Hỏi cái ngực á, là phải hỏi thêm cái chân ngực. Hỏi cái ngực là phải hỏi thêm chân ngực. Hỏi cái eo là phải hỏi thêm cái mông. Chính những cái số đó nó làm cho cái vòng của mình rất đẹp. Nhà mình sắp xếp cái đó để rõ hình. Vậy bữa nè, cuối tuần này ai đi đi học khiêu vũ nè, Lệ chỉ cho cách để đẩy mỡ xung quanh vào vòng một nha. Đó nó hơi tế nhị chút nhưng mà nó có cách đấy. Nó có cách để đưa hết những cái mỡ thừa xung quanh vào vòng một. Thì ra cho nhìn cái vòng một nó đẹp lắm. Lệ tự làm đó, hồi đó tự nghĩ ra rồi tự làm. Ghê không? Lệ không Cho có đi. em đi chụp vũ với. Lệ không đi phẫu thuật bất cứ một cái nét nào. Lệ không đi phẫu thuật. Nhiều khi thân hình của Lệ hơi giống giống như là điêu khắc vậy, giống như là thầy Tân nói vậy đó. Như điêu khắc vậy đó. Rồi giờ nhà mình rõ hình chưa, lại nè. Vòng eo. Vòng eo thì phải có chênh lệch với vòng mông. Eo mông hai cái đó trừ nhau. Trừ nhau ít nhất phải được 20 thì nhà mình trừ đi. Nếu như được 20 trở lên thì quá ngon. Lệ là đang trừ ra nhà mình biết nhiêu không? 36. Đúng không? Mông với eo của Lệ trừ nhau là 36, cho nên nhìn cái eo rõ lắm luôn á. Cho 60, Lệ cho eo 60 luôn á. Cô Eo 60 Lệ ơi, luôn. là cái eo với cái mông cách nhau quá hả? Là cô Lệ là cái khoảng Đúng đó đó rồi. hả? Dạ dạ Hiệu số, hiệu số. dạ Hiệu số hai cái ok đó trừ nhau, vòng eo với vòng mông trừ nhau. Nó ra cái hiệu số. Được chưa? Rồi. Vòng ngực á thì á, hỏi vòng 1 á thì phải hỏi thêm cái chân ngực. Lấy hai cái đó trừ nhau nó phải lớn hơn 13 thì mới có ngực. Còn nếu không á là chỉ có lưng thôi chứ không có ngực. Rõ số chưa? Hôm nay mình học rõ hình đi. Tại vì á nếu như mà nói để kiến tạo được cái vòng eo đó trong một khoảng thời gian khoảng hơn nửa tiếng mình không có đủ nói đâu. Mình rõ hình trước. Giờ mình có con số nè, công thức dành cho nam nè, công thức dành cho nữ nè. Tỷ lệ cơ mở đó là mình ra cái phòng tập nào người ta cũng đo hết á, hoặc là mình có bạn bè làm Amway Herbalife á, mình nói các bạn đo cho mình có cái cân á, đo được cái lượng mỡ này ha, rồi mình điều chỉnh, mình điều chỉnh bằng dinh dưỡng, mấy cái số lượng mỡ này nè mình điều chỉnh bằng dinh dưỡng, dĩ nhiên mình chạy thì nó cũng xuống lượng mỡ. Đa số đụng vô hầu như mọi người đều dư phần trăm mỡ này, đa số đều dư. Không có mỡ thì cũng không đẹp. Thật ra không có mỡ không đẹp, cho nên nhà mình thấy không, nữ nam cao hơn nam không, nam trung bình là 15 là đẹp, còn nữ là trung bình là tới 25 mới đẹp mà, cho nên là nữ nó phải có mỡ nhiều hơn nam vậy đó. Thì những con số đó mình rõ hình đi, xong rồi á, nếu như được á, thì hôm sau nữa mình sẽ nói cái cách. Nếu như nói cách đó thầy Tân sẽ xếp nhiều buổi, tại ví dụ như á, là chấp nhận một buổi chỉ để nói cách uống nước, một buổi chỉ nói về cách nhai thôi để tạo enzyme, hoặc là một bữa chỉ nói về cái cách là làm sao để cho cái bụng nó giảm bớt độc tố của cái bụng á, giảm bớt những cái rác thải của cái đại tràng để cho người mình nó đẹp. Thì từng cái, trời hồi đó Lệ chia sẻ cái đó mấy tiếng đồng hồ. Rồi nếu được nữa đó, hôm nào Lệ sẽ chia sẻ về cái canxi nó tác dụng với cơ thể như thế nào, cái tuyến giáp để làm gì. Trời ơi, cả nhà tin không, có nhiều khi Lệ hỏi thằng em biết tuyến giáp, hỏi tuyến giáp ở đâu thì nó chỉ ở cổ, tại vì vợ nó bị mổ tuyến giáp mà, cho nên nó sẽ chỉ ở cổ. Sao mình hỏi tuyến giáp để làm gì? Để nuốt nước miếng. Cứ nhớ nuốt cái nó có cái cục này nè, cứ thấy cái cục đó thì nó gọi cục đó là tuyến giáp. Cái bài tuyến giáp á, tuyến giáp là tổng chỉ huy về canxi của cơ thể mình đó. Cho nên người nào bị ung thư tuyến giáp là coi ra là cái phần canxi là tơi tả đó nha. Mà bây giờ nhà mình biết hai loại ung thư đang phổ biến, rất phổ biến mà mọi người coi nó là bình thường. Một là ung thư tuyến giáp, hai là ung thư đại tràng. Cả hai cái đó đều cùng đúng một nguyên nhân. Đó là thiếu canxi. Cái bài canxi Lệ nói là hơi bị xuất sắc.
Lệ nói bài canxi bao nhiêu lần rồi mọi người vẫn hỏi rất là nhiều luôn. Bài canxi rất hay, trong một ngày hôm nay không đủ, tại vì cũng mình có tôn trọng về giờ giấc, giờ này để cho mọi người còn làm việc khác mình phải ngừng Zoom. Nhưng có gì nếu nhà mình đề xuất cứ nói với thầy Tân cho cơ hội thì Lệ sẽ dành thời gian cho cộng đồng. Lệ sẵn sàng dành thời gian cho cộng đồng, nhưng cứ nhà mình cứ muốn cái gì nói thầy Tân sắp xếp. Muốn eo nhỏ có eo nhỏ, muốn toàn bộ các bệnh trong cơ thể đừng có đến thì là xử từ cái gì? Lệ là xử từ gốc. Hồi sáng này có một bạn tên là bạn Thủy nha, có hỏi Lệ một chút xíu về sức khỏe đó. Lệ chia sẻ, bạn nói trời ơi kiểu này em lại là làm Zoom rồi mời chị nói, tại vì chị biết gốc rễ từ bên trong từng cái bệnh nó đi làm sao. Chẳng hạn như hắt xì làm sao, tại sao bị hắt xì, rồi sao mình bị cái đàm, không phải ai cũng biết đâu. Hoặc là tại sao mà mình thấy mình sống sạch sẽ lắm mà tự nhiên mình bị bao nhiêu là bệnh lây nhiễm luôn. Là nó có những cái mà mình không có để ý, thì những cái nhỏ nhỏ đó mình biết thêm á thì nó sẽ đỡ cho cuộc sống của mình dữ lắm. Thì lại có một một ít cái hiểu biết về sức khỏe nhà mình, nếu như mà muốn cứ nói với thầy Tân sắp xếp thì lại sẽ chia sẻ cho. Lại nói cái hắt xì hay lắm nhà mình á, lại nói chút xíu hắt xì để nhà mình nghe cho nó lạ lạ chút ha. Cái người mình nó là tất cả lúc nào cũng có bảo vệ đó, cơ thể mình hay lắm, nó bảo vệ toàn bộ cái lớn nhất của nhà mình đó là cái da. Cho nên nhà mình biết khi mà bị phỏng á, khi mà người bị phỏng á, mà cái da mà nó bị mất đi một cái phần bao nhiêu đó mà nó không đủ che cơ thể là chết, là vì nó sẽ bị nhiễm trùng. Vì á, xung cơ thể mình 1 cm vuông da nè 3 triệu con vi khuẩn, 1 cm vuông là có một chút xíu này thôi à, 3 triệu đứa đứng chen lấn ở đây nè. Như vậy cả cái cơ thể mình cái lượng vi khuẩn bao nhiêu, nhưng vì có da nó bọc hết rồi cho nên tụi nó không chui hết vào trong người mình được, nó cứ đứng vòng vòng đó đó. Cho nên nhà mình thấy mình nếu mình mà cứ mụn mà mình cứ cào tay cào chân trên mặt đó là có phải là làm cho nó trầy xước, nó cơ hội để cho vi khuẩn nó vào không? Cho nên nếu như mà bị mụn mà thò tay tay đang bẩn đồ này nọ không có sát trùng đồ hết mà đi nặng mụn tùm lum là có phải mình cục 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 nó lên không? Là đó đó, là tại vì trên da của mình là 1 cm vuông là 3 triệu con. 3 triệu con vi khuẩn. Cho nên nó thò tay thò chân vào là nó sẽ bị đó, nó bẩn á, rồi vi khuẩn vô. Những điểm không có da bao bọc, ví dụ con mắt, hai lỗ mũi, cái miệng, cái lỗ tai, thì tất cả những cái đó đều có phản ứng. Nhà mình coi đi, lỗ tai nhà mình biết có gì không? Nhà mình kiểm tra nó có cứ đấy á. Cái đó là giống như rác bên trong hay là cái gì vi khuẩn rồi nó gom lại đẩy ra đó. Được chưa? Còn ví dụ như mình thấy cái mũi á, là đó là vi khuẩn mà nó cố nó tìm đường nó chui vào đó. Xong rồi thằng kia nó tống đóng nó gom đầu lại nó lụm ra lại á, hay không? Rồi còn cái gì, cái nhưng mà cái miệng của mình là mình đâu có đóng được, mình vẫn phải nói chuyện, mình vẫn phải ăn uống, thì có phải là chúng nó tuôn vào không? Vậy khi nó tuôn vào nè, mình ho hắt xì ra một cái là mình tống chúng nó ra, mình đẩy tụi nó ra, nó đang chui vào xong mình đẩy tụi nó ra. Cơ thể mình hay lắm, đẩy ra như vậy, lúc đẩy ra vậy thì nhà mình biết có một cái hơi hắt xì một cái nó bay đi mấy mét không? Bây giờ có biết làm sao mà người ta biểu lại gì? Hắt xì phải che miệng không? Rồi, che miệng xong cái cô mà đang bán cà phê á, che miệng xong á, lấy cái tay đó bóc đá bán cho mình. Giờ hiểu ha? Hiểu sao mà cứ nhiều khi đi ăn uống đồ này nọ mà ta không cẩn thận cái cuối cùng mình là lây bệnh bên ngoài đúng không? Đang bán tô cơm dĩa cơm vậy đang bưng 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 ta hắt xì cái. Mà hắt xì là gì? Là vi khuẩn nó đang xâm nhập vào người ta thì người ta phải hất nó ra. Cơ thể nó hay lắm, nó tự nhiên nó phải tìm cách nó hất nó ra, thì có phải cái hắt xì đó là một đống vi khuẩn bay ra không? Nó bay đi đâu? Cho nên hắt xì là mình cẩn thận, mình che xong rồi mình còn phải đi rửa tay nữa, chứ còn là tay chân đụng nhau tùm lum. Cho nên có nhiều bác sĩ cẩn thận lắm, còn muốn muốn bắt tay nữa đó. Đó đó, cơ chế hắt xì. Xong rồi còn nữa nè, nếu mình hắt xì mà nó la ra không hết á, Hà biết không, nó ra không hết á thì cái bọn vi khuẩn còn đứng đó, cái cơ thể mình nó tiết đàm ra, cái đàm nhớt nhớt á nó gom hết mấy con vi khuẩn đó lại, nó quăng ra cho mình. Đàm á là nó đi gom vi khuẩn đó, cho nên mình thấy đàm á là mình ráng mình khạc cho hết cái đàm đó ra đi, không có khạc
cứ thấy có đàm cái trời ơi, sao cái miệng nhớ khó chịu quá, cái đàm đàm cái khó chịu quá, cái đem đi uống thuốc long đàm, cái nó tan ra hết, cái nhỏ không làm việc được gì hết trơn, mà trong khi nó phải làm nhớt nhớt để khi nó gom đầu mấy vi khuẩn nó quăng ra. Cho nên là khi mình bị đàm nhiều á, bác sĩ đi kiểm tra, người ta lấy cái đàm đó, người ta xét nghiệm, người ta biết mình bị nhiễm cái gì, nhà mình biết cái đó đúng không, lấy cái đàm đi xét nghiệm biết mình bị gì, nhìn phân nè, nhìn đàm nè, nhìn nước miếng nè, nhìn rất nhiều cái đều biết bệnh mà, nhìn rất nhiều cái biết bệnh mà, xét nghiệm trong đàm, nhìn cái màu của đàm, xét nghiệm của đàm, người ta biết ra là trong cơ thể mình bị bệnh gì, là đó đó, là đó, cái bọn vi khuẩn nó đang xâm nhập đó, là người ta biết vi khuẩn nào xâm nhập đó. Đó thôi, giới thiệu qua chút xíu để nhà mình biết là cơ thể mình nó vi tế lắm, nhưng nó tự hết, mình đừng có can thiệp thô bạo, cứ từ từ cho nó thời gian, cơ thể mình hay lắm, cho thời gian nó tự nó dọn hết trơn, nó tự nó làm hết, mình chỉ hỗ trợ những cái gì nó thiếu thôi, nó thiếu mình bổ sung cho nó đủ sức nó tự nó dọn hết. Và bác sĩ tốt nhất trên thế giới, giỏi nhất trên thế giới không làm việc trong bệnh viện mà làm việc trong chính cơ thể của chúng ta, đó chính là những vị bác sĩ tí hon trong cơ thể của chúng ta, đó là hệ miễn dịch. Cho nên mình chỉ làm tăng thêm hệ miễn dịch, mình giúp cho hệ miễn dịch nó hoạt động khỏe, tự nó lo giùm mình lo không bằng nó đâu, mình không giỏi bằng nó đâu ha. Thôi thầy Tân ơi, chắc là mình cũng trễ giờ, mình cũng không kéo dài Zoom. Bây giờ hôm nay nhà mình rõ hình, vậy là cả nhà mình đều biết eo phải bao nhiêu, mông phải bao nhiêu, ngực phải bao nhiêu, mình nắm con số đó. Và một bí quyết nhỏ nhỏ nữa, một cây thước dây hình như 5.000 đồng, mua luôn cho chục cái dây quăng khắp nhà, lúc nào hỏi Lệ thước dây lúc nào cũng có, trong cặp cũng có, trong cái bóp chìa khóa cũng có, chỗ nào của Lệ cũng có thước dây, kiểm soát liên tục, tại mình có con số mà, mình cứ đo rồi hôm nay còn mấy phân nữa cố gắng lên tới thì mình mới phải ấy. Hồi lúc đó bạn Lệ à, Lệ đi mua mấy chục cái thước dây phát cho mỗi đứa một cái, Cái cứ nói này chuyện, mà đi mua thước cứ dây nói quá chuyện. Ờ thước dây quá đâu mắc có mấy ngàn tiền. đồng, hồi đó là Lệ mua một cây thước dây hình như 2.000, Lệ mua luôn cho 20.000 thước dây, một chục cái, rồi đứa nào hỏi cả cho cái thước dây, hỏi số đo cái cho cái phát cái thước dây. Em xin phép thoát zoom trước, đưa vợ Dạ ra đây. dạ không, mình cũng Dạ thoát luôn đây nè. Dạ dạ thầy Tân ơi, vậy mình ngừng ở đây đi nha thầy Tân, cả nhà mình ngừng ở đây, mình rõ hình thôi, dạ hôm nay mình rõ hình thôi, xong rồi nhà mình muốn cái gì nữa đề xuất với thầy Tân Dạ. nha. Mình tính công Yeah. thức hay cái này đó hình cho Chiều cao nay quả càng toàn ở nhà em là tổ chức hội thi Bickerball. bích Ghê trời ơi ta. ghê, ở nhà thành đội bóng luôn ha. Tức Ờ là cả tổng nhà cộng chơi là đông luôn 5 đội ha, trời ơi. rồi. Vâng. Tức là Dạ nếu mà đội nào thua là phải mời buffet cả nhà. yeah. Trời ơi Hay vui quá ta. À, có gì hay nhất cập nhật lên Nhà nhóm cô không cả Mỹ nhà. giàu quá cô Mỹ ơi. Ờ, Nhà Mỹ là nhìn nhìn thấy là giàu toàn diện á, nhà Mỹ là dạ giàu đấy thôi toàn thôi diện nhé, em xin phép thoát zoom đi ạ. dạ rồi. Nhà mình cũng xin phép phát Zoom, nhà mình Dạ hỏi gì nữa không? cô Lệ, cô Lệ mở mở Zoom chia sẻ về da đẹp đồ đi cô Lệ, chứ đợi thằng Tân Tân tới khi nào? thầy Tân Ý đề xuất là thầy một lần nói em thấy là phải mấy tiếng đồng hồ mới mới đủ một chủ đề luôn á, nói đúng mới chút rồi xíu vậy giống như là mới mớm không. cho một chút và xong rồi để ghiền chơi á. Cô Lệ Đúng rồi, mở Zoom đi cô Lệ. đúng rồi cô Lệ mở Zoom đi cô Lệ, ghi nói Không về sắc đẹp và sức khỏe thôi, chuyên nào hứng mới không thi cử hết trơn á. luôn. Người ta nhắc người ta mở Zoom để người ta nói về cái vụ chạy bộ. Cái này là Zoom của thầy Tân là nói về chạy bộ, để vô là nói để cho nó thêm bonus thôi, tự nhiên biết thành cái Zoom đẹp. Ý là cô Lệ mở một cái dâm chuyên để nói về về sắc đẹp và sức khỏe hả cô Lệ? Cô Lệ mở riêng đi, ví dụ buổi sáng hoặc là Cô buổi Lệ chiều nói mai là nghe nó cuốn lắm, không muốn ngừng luôn đó cô Lệ. giờ vậy nè, nhà mình là tại vì á cái nhóm này nè mọi người sẽ hỏi nhiều, bây giờ vậy đi, nhà mình một á là cứ đề xuất với thầy Tân thử coi thầy Tân có giờ nào không để nói trong cái Zoom của thầy Tân luôn cũng được, còn nếu không mà nhà mình muốn á, thì hỗ trợ kêu kêu thêm nhiều người nữa đó, tại nữ á, rất là nhiều người thích đẹp thì cứ kêu thêm mình các làm cái gì ba nốt hả, cái gì đó gọi là cái gì đó lên xong rồi mình quăng lên mọi người ào vô liền cái gì. banner. Sắp xếp là về chia sẻ với chị Lệ đi bữa tối hay là gì đó.
Ví dụ buổi tối thứ mấy, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật thì chẳng hạn, thì em sẽ sắp xếp rồi thông báo cho mọi người về tham gia luôn. Dạ dạ biết ơn thầy Tân, Tấm Vinh cũng ý mê là đẹp quá ha. cũng cần có nó 2 3 tiếng gì đó thầy Tân, chứ Buổi nói tối thứ có bảy 1 chủ tiếng nhật thôi, thì em rưỡi sẽ sắp thì chưa xếp xin rồi nha. rồi cho hai Mê đứa em hoang ghê. làm thông báo luôn, Thật có tại là vì lời nói. tôi tham gia luôn mà, tại vì nhân tôi đang hóng chị Lệ chia sẻ quá trời mà. Dạ chị Lệ sẽ Thì chia sẻ bữa trưa gọi là là em đủ rồi, chuẩn luôn dạ á, bữa trưa kiến thức chuẩn luôn em á. đủ rồi. Thì Nhà để mình sắp đó, xếp với chị để thấy đa số mọi người đều vừa mê đẹp mà vừa mê khỏe. cho hai. Lệ Mê là đủ thứ, đủ khỏe, thứ. Lệ Dạ chia yeah. sẻ là gốc từ cái khỏe ra. Lệ chia sẻ trước đó là đi từ cái gốc khỏe ra, ví dụ như cái da hay cái gì đó là nhà mình sẽ không nghe Lệ chia sẻ cách sử dụng son phấn. Đúng Lệ rồi. chỉ chia sẻ từ cái khoảng gốc mà nó khỏe là cái da của mình tự nhiên bên ngoài nó đẹp. Dĩ nhiên dùng son phấn nó sẽ đẹp hơn, nhưng Lệ cũng chỉ biết được tới cái đoạn mà không dùng son phấn thôi, còn Lệ không chia sẻ được cái kia, ví dụ vậy. Thì á, nhà mình á, từng cái nữa nè, để mình mời thêm cô Điểu. Cô Điểu sẽ chỉ mình lại cái thông tắc cơ mặt, tại vì cái mặt của mình mà nó thông hết á thì cái da nó sẽ rất hồng, cũng là một cái đáng nên nghe được không, cũng là cái đáng nên nghe. Mình nghe thêm những cái đó rồi dĩ nhiên cái của Lệ, Lệ muốn gì là Lệ chia sẻ đó, không giấu gì hết trơn á. Còn chia sẻ cả cái xài nữa kìa, cả muối Có ăn gì hốt hết ra luôn. có gì cho hết, lấy làm chi, trời ơi thầy bà gì có số nào của thầy bà chỉ hết. Thì Có dạ cô Lệ lượm bút lượm đồ qua đây nhìn lên. nghe cô Lệ chia